tôi sẽ đặt thấp một ít để hút. Mình cứ rửa sạch sẽ sau mình phơi cho nó ráo hết nước đi là lên bình là ok mọi người. Này đúng 1 cân này. Bình chỉ tắc kè đã rất đẹp luôn. Có nhu cầu mà lấy dễ tắc kè thì cứ liên hệ, không thì tôi sẽ ngâm sẵn cho mọi người. Cho nó cao đấy. Đấy. Bình dễ tắc kè rất đẹp luôn. Tôi sẽ là lấy tìm bóng bịt lấy nắp vào thôi. Ngon đấy mọi người ạ. Rồi để bình thứ hai nữa. Nào để mình ngâm. Mấy hôm trước đang đặt bình rồi mà bình chưa về.